được Ừ. chứ, cái nào Được em rồi, deep cũng nếu được hết mà á, cưng nói gì được thì chỉ tùy mở theo. spy là treo cho cưng. Cái nào em deep cũng được hết á, tùy theo em muốn deep sao deep. The beats do you mấy send cái the beats chai, to? Mấy cái chai này Which giờ one? hết rồi, cái loại The diamond one treo Yeah, you I want. use them. Yeah. Bay treo, có anh nói cái bay treo cái chai màu blue này nè. Bây giờ anh sẽ dùng, bây giờ là bây giờ để các bạn thấy là cái tôi sẽ dùng treo, màu blue blue nha. treo này anh nói là cưng cưng rất là tốt cho cưng tẩm đá đó. Tẩm mấy cái cục đá đó. Cưng hay làm mấy cái này nè. Này nè. Chai này này. Anh nói tốt lắm. Mày có cần không? Cái đó đến đá 100% luôn, khách đi 3 tuần trở lại không xi nhê gì hết trơn. Đúng rồi, cái chai màu xanh đó đó, rất là đẹp luôn. Cứ cưng xe đá nữa. Bảy đồng một chai. Bảy đồng chai. Nhưng mà hôm nay chỉ nó hết rồi phải không? Cái là chai nào? Chai xanh là còn. Ồ, không biết đó, anh không biết là còn hay không hết. Nhưng mà nghe nói là hình như là hết là phải. Mấy chai? 5 chai. Thì hỏi 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 cô gì đó, không biết cô còn không biết, nó lấy thì sáng có ai hốt hết. Hốt hết, anh nói hốt hết này. Vậy nếu mà bình thường thì không sale là mấy đồng anh? 8 đồng. Bình thường là không 8 đồng, hôm nay 7 đồng hôm thôi. Hôm nay là 7 đồng. Ủa rồi chai nào hồi sớm em nghe nói 5 đồng vậy? Chai nào 5 đồng? Cái 5 đồng là chai này. Đó là chai gì? Chai này là cái chai dipping. Top hả? Top paste, nó có 4 thứ. Nhưng mà cũng có một số hết, một số còn. Dạ. Rồi mấy bạn theo dõi nha. Bây giờ David là cái chai này vô à, nữa nè. Em là 5 đồng chai top này. Hộp cái này là chưa? không cần vô đèn mà không anh? Theo em. Cái này không cần vô đèn phải không? Cái đó không cần vô đèn dạ, đúng okay, rồi. Dạ. Không, cái màu đen cái số 5 là số lịch 5 là phải đen không hay là đen đen nâu? Nó là đen nâu. Nâu nhưng mà đen mình đắp ra đen thui à. Ồ vậy hả? À. À. cái chai màu xanh đó là ảnh nói là em sơn lên xong rồi em tẩm đá xong đem vô hơi hơi xong rồi cái em lấy một cái da cái top coat đó em làm vòng vòng ở ngoài của cục đá thôi. Ảnh nói ảnh tẩm ảnh chắc dữ lắm, ảnh nói 3 tuần không rớt ấy. Đúng rồi, bao coi như là cái chai này là bao lít luôn á, không có sợ rớt ở đâu. Bao đúng rồi anh bao em chọn gói luôn á. Bao ăn bao ở bao ngủ. Dạ không ngủ không dám bị anh đòn. Bao nhậu cả. Nhưng mà anh biết được là anh sẽ bao cho em. Mua gì? Cái chai đó đó. Ừ. Okay. Là mấy bạn theo dõi nha, là bây giờ David bắt đầu vô mần tiếp nè. Rồi anh vô chai, anh vô cái mới kìa. Này vô này, bước đưa cái form vô này mấy bạn thấy không? Đó. Quát nó vô đưa cái là dính form này thấy không? Trời ơi, đưa vô cho mày coi hả? Trời ơi em. Mày có cần em gì đó em không lên cái sao mày không mày sao mày vô Facebook của ảnh kìa? Em vô Facebook coi cho nó đó. Vô Facebook của ảnh đi. Rõ hơn. Hello Holland Monaset, hello Wendy Hoàng, hello Tammy La. Anh trai, nếu mà khi mà anh vô làm sao mà cái này đấy. Bây giờ em có follow anh chưa đây nè. Nhưng mà phải bấm ơi. Sao? Nói về cái mấy cái này là em dở lắm nha. Mấy bạn em chờ nha để cho mình hướng dẫn khách của mình follow của mình em để mà coi livestream. Chờ ơi, follow rồi nè. Vậy hả? Follow rồi nè. Nhưng mà phải để là see first như vậy thì nó mới thấy được. Nhưng mà em đâu biết xài. Rồi bây giờ thấy không, nó vô này thấy không? Đó thấy không? Thấy yeah, không? Đó. Thấy chưa em, bây giờ là em anh với em là vô rồi đó. Vậy đó hả? Hai đứa mình vô rồi đó em nha. Em giống như hai lúa vậy không biết xài. Rồi bắt đầu vô đi. Bắt đầu vô. Liquid nè mấy bạn coi nè. Đây mình sẽ dùng cái cọ số 10 2. Đây mình sẽ đắp cho mấy bạn coi nha, mấy bạn chờ đây. Đắp ông đây anh hả? Đắp bình thường xong rồi mình sẽ làm ôm lên một nốt nhạc cho nó lẹ, tại vì thời buổi này bây giờ người ta cứ làm ôm lên một nốt nhạc thôi, nó lẹ hơn nhiều, nó không phải như hồi xưa mình phải ôm lên hai màu này, nhiều khi cái màu ra cái gì mà không ra. Bây giờ anh sẽ làm cái kiểu này, anh thấy là nè mấy bạn thấy không, cục bột này thấy không, thả này, thả ngay cái cò này thấy không. Thấy chưa? Nghiêng nó xuống này. Nghiêng móng xuống này, thấy chưa? Các bạn thấy chưa? Mình chỉnh cái bột bằng cái độ chảy của nó. Thả cái cò này thấy không? Thấy chưa? Nghiêng nó xuống này.
Ở đây rồi còn ngó trên kia trên nửa trời. em ơi đó. Các bạn thấy không, mình ôm lại này ha, kéo xuống nha, càng kéo càng dài nha, đó. Nó dẻo như kẹo kéo gì đó. À, tại vì hồi xưa lúc mình nhỏ đó, gia đình bạn David bán kẹo kéo. Gia đình bởi đắp bột cũng dẻo như kẹo kéo. Gia đình David bán kẹo kéo thì đâm ra David nói lúc nhỏ đến giờ là mình có cái kinh nghiệm kẹo kéo lắm luôn á. À, cái này là caramel nha, là caramel kẹo kéo đó. À, anh càng kéo em càng dài nha, thấy chưa? Các bạn thấy rõ không nè? Những bạn nào không thấy rõ, ở ngoài rất là rõ nha mấy bạn, còn những bạn nào ở trong không rõ luôn là mình đã đi mình không có biết. Đấy, nè, đây là mình muốn làm cái shape coffin, thì em ôm nó cho anh, em ôm sát cho anh. Tại vì em đã cancel khách của anh là em biết là khách cancel khách của hẹn đi là em biết em bị mất hết 50 đô. Em okay. Khen 3 giờ của em chân tay. Bỏ luôn ha, rồi chết luôn. Chưa, bỏ luôn ha. Phải lỡ rồi. Đi gặp anh Hoàng là ok. Lỡ rồi, thôi bỏ hết đi em. Lâu lâu mới gặp được anh lần, bỏ hết đi. Nè. Mấy bạn để ngay đây nhẹ nhẹ này, thấy không? Mấy bạn thấy cục này đến nó nhẹ như vậy đó, thì nó ôm vô này. Mấy bạn không cần phải dũa nhiều, tại vì mình làm, mình không phải muốn dũa. Đó. Mấy bạn nhìn ngang qua, mấy bạn có cái suất cho nằm ngay đây này, chỗ này là chỗ gãy này. Mấy bạn với anh chị thấy không? Cái chỗ gãy này mà nó mỏng làm sao gãy? Anh David làm móng rose quartz đi màu hồng nhé. Ở cái gì rose gì? Rose quartz à? Rose gold hả? Rose gold hả? Rose gold mà xem đây là rose quartz. Là cái gì vậy em? Này cục bột ngay đây nè. Đó, cái chỗ này là cái chỗ này cần dày lên nè. Thấy không? Thì mới để cho nó nằm xuống, khi mà nó nằm lại đều ok nhau hết. Bắt đầu mới đặt đây này. Kéo xuống như đây. Đấy, mấy bạn thấy không? Ôm vô này. Đó, thấy chưa? Thấy cái shape nó ôm vô, mấy bạn thấy sao? How do you like the shape? The coffin shape. Nice and straight, right? Okay, so we're gonna continue to go to the second nail. Nè, nhảy qua bên đây ha. Làm gì làm, nhớ là bóp cái đuôi nó lại ha. Mấy bạn đốt nó đây lại rồi mấy bạn. Bẻ này ra. Rồi các bạn đưa vô đây này, bạn căn bạn đút nó vào. Đó, thấy không? Bây giờ đây đút vào không? Đó, đút nó vào thì nó dính cái bụp nó dính lên nè. Đó. Kéo nó vô. Thì đâm ra cái này nó làm nó sướng cái là cái shape nó rất là đẹp. Rồi bây giờ mình lấy cái màu đỏ ha. Lật cái móng tay của khách lên nè. À. Coi nha ha, em này đi cùng hướng nha, chứ không phải là hai đứa là đi hai hướng khác nhau ha. Chia tay cho một nốt nhạc. Chứ không phải là ôm lên cho một nốt nhạc nha. Rồi các bạn coi nè. Tiếp tục nè. Nên phải lấy màu đỏ nè. Thấy chưa? Rồi. Thả ngay cái cò này mấy bạn thấy không? Này thả cái cò đẩy này. Thả ngay cái cò này. Đó. Vô cái cò vô đẩy lên nè. Thấy không? Đẩy lên nè. Đó. Đẩy lên cho cái bột nó vừa đụng cái thằng cuticle đó xuống. Là mình nghiêng nó xuống lên để cho nó chạy xuống dưới. Mình không muốn cái thằng này nó chạy lên trên, mình chạy nó xuống, mình hướng dẫn nó, sau đó mình chùi sạch cò sạch sẽ này. Ok, you control everything with the gravity. Này bạn thấy chưa? Tại sao cái bột nó nghe lời mình? Là tại vì cái bột nó rất là dễ thương. À, mấy bạn mà nếu có bạn gái mà mấy bạn nói là em đi hướng này là em đâu chịu được đi theo đâu. Yeah, it's very easy, it's even nicer than my girlfriend. You follow me. Yeah, see, because my girlfriend don't follow me. Yeah, she always go the different direction. Yeah. Yeah. Yeah, follow anywhere. You want to, oh, you be my girlfriend, you follow me? Yeah. Okay. Do you remember the last year? Oh, last year? Yeah, can you come in the Fairfax? Where? In Virginia, Fairfax, Virginia. Did you use Maxine? Yeah, that's right. Huh? You guys follow me. Yeah, there we go. It's one hour, one
20 minutes. You drive that long, right? Yeah. Oh, see? Mấy bạn thấy chưa? Làm marble hăng là trắng hồng trắng như hình anh có không? Làm marble hồng trắng như hình anh có. Anh có đó anh. Hello Teresa Patino. Como está? Nè, kéo nó xuống này thằng. You see how đây? Control my powder. Nè. Okay, you see right now, ngay chỗ này này, mấy bạn thấy không? Rất là mỏng đúng không mấy bạn và mấy anh chị? Cái chỗ đó là cái chỗ rất là mỏng. Nên ra David muốn làm cái chỗ đó nó dày lên. Nhưng mà bây giờ muốn chê một cục bột nhỏ nhỏ ngay đây cho nó tròn khúc này nè. Làm thấy không? Đưa nó ra ngoài này. Đây, đây, biết rồi. Ôm nó vô đây nè. Mấy bạn thấy cái màu không? Cái màu nào nó ra màu đó. See the color doesn't change, doesn't marbleize. Whatever the color, it's gonna come out exactly the same. And it's gonna be very consistently color. Em thấy nó đẹp không? Đúng không? Đâm ra cái đắp bột rất là quan trọng. Mình bật kệ muy bien and tú también mucho glasses mamacita es para poquito poquito pasito yeah. Nè bạn thấy không, ôm nó vô này, thấy không, cái bóp này, cái form này con đã để vô một cái là nó and you learn. You see how that form is so easily to put them in. Okay, now I am going to use a different color, okay? A few different color. This is even more prettier. This is like really nice and pink, okay? Solid 89. Solid number 89, yes. See? Các bạn coi này, cái màu này màu pink rất là đẹp và dễ thương này, các bạn follow nha. Solid 89, ok. Anh lúc mình đắp mình cũng không có cần cái bỏ cái primer anh. Cái primer lúc nãy anh bỏ rồi. Oh yeah. Đấy, nó sắp vào critical này, các bạn thấy không? Lúc nãy anh có bỏ cái primer một lần rồi. Các bạn thấy không, ôm nó vô này, thấy chưa? Hello. Ôm nó sát vào này, đụng này. Mấy bạn bên chị chú ý này. Ăn tiền, người ăn tiền khách hàng ở ngay cái chỗ này này. Okay. Ngay cái chỗ đó là mình chịu khó mình để ý mình chỉnh lại như vậy đó thì cái bột của mình đó nó ăn sát vào như vậy nó sẽ không có bị lift. Nó cái bột nó chín mà nó bám. Các bạn thấy không? Rồi các bạn vuốt nó vào này. Vuốt nó vào hết tất cả này. Cứ từ từ các bạn vuốt nó vào này. Mấy bạn thấy David đắp của bột không? Kéo này, nhẹ nhàng đúng không? Tại vì tại sao? Tại vì cái bột nó cho phép mình hướng dẫn nó đi hướng nào thì đi. Thấy chưa? Nè các bạn thấy không? Kéo nó vào. Các bạn cứ từ từ kéo nó vào nha. Càng kéo thì nó càng dài. Kéo kéo mà. Càng ôm thì nó càng thon. Càng vuốt thì càng bóng. Đó. Nhưng mà vuốt thì tùy theo lúc mình vuốt thôi nha mấy bạn. Vuốt quá nó mất cái bóng đi. Nhưng mà ngay cái chỗ set area này nó bị này. Chị ơi ngồi làm đi, lát anh David trả cọt chớn. Trả cho chăm bù vô. Dẫn hoài em. Nè, cục bột thứ hai nè. Mấy bạn thấy không? Để ngay đây nè. Ok. Em để cục bột xuống, em cứ để yên nó, đừng làm gì hết á. Nó từ từ, cái gì cũng vậy. Cái gì cũng phải có take time, cái gì cũng phải đúng thời gian của nó. Không, cái bột, cái bông, cái hoa. Chút xíu nữa mình sẽ làm bông 3D. Thì mình sẽ thấy là cái thời gian nó rất là quan trọng cho cái, Nè. See the color? A very pretty color. It doesn't marble. It doesn't give you like a lot of color have marble. Yeah. All company don't have marble. All of them, most of them, all of them don't have that problem. Okay. Rồi, chờ mấy bạn tiếp tục theo dõi nè. David sẽ không chút xíu nữa mình làm ombre nó mới đẹp. À, mình làm như vậy nó mới lẹ, nó mới ăn tiền. Mình đắp xong hết rồi mình làm ombre nó mới lẹ này.
Các bạn coi này, mình canh này, mình đút nó vào cái này không? Giữ ở đây cái này, thấy cái chưa? Cái miếng này công nhận anh thấy dễ không? Dạ, dạ. Anh thả ra là em dính rồi đấy không? Dạ, để dạ. Em về em lên kiếm. Này, em anh thả ra là em dính rồi đó, em dính này, em vuốt nó vào này không? Dạ. Anh kéo vô đây này, anh đẩy vô đây này, sát dạ. Vào. Em thấy chưa? Để em về em kiếm. Đó, bắt buộc em phải làm như vậy thì nó mới đẹp được. Đúng rồi. Này, bây giờ anh sẽ làm cái màu hồng này, màu hồng này quá đẹp nên là anh sẽ làm thêm màu hồng nữa. Còn không á là anh sẽ tính nó có nhiều bây giờ, ví dụ bây giờ anh sẽ làm hai cái màu này ombre, xong rồi anh sẽ làm ombre theo kiểu khác nữa. Theo dõi này, hai cái màu này ombre là nó rất là đẹp. Màu hồng này ha. Thí dụ bây giờ mình làm ombre nè, mà để làm ombre mà để nên nó cong quá. Nếu mà làm ombre mà để đắp bột á, này nó cong quá, bạn đưa lên lại, thấy nó cong lên không? Đó, đưa nó lên lại này, thấy chưa? Đó. À, lúc nãy nó bị cong quá, mấy bạn thấy không? Đó, mình cong là mình nhìn cái là mình thấy không đúng rồi. Rồi, coi lại nè. Okay. Màu hồng ha. Màu hồng đó không? Này, em thả cái, chấm xíu nước đi. Em thả cái màu hồng 2/3 cái bóng này cho anh. Nghiêng bóng xuống liền ở chỗ này. Cái này là ombre đắp bột nha. Này, sau đó mình đập mỏng ngay đây nè. Nếu mà những bạn nào mà làm trắng hồng á thì trắng hồng nó uống đúng ra là trắng hồng á. Cái ombre nó một nốt nhạc nó làm ra chưa có đẹp. David chưa có tìm được cái màu nào mà làm để mà đẹp được hết á. Nhưng David đang tìm hiểu thêm thôi. Nhưng mà cái đó là cái David tìm ra được thì nó chỉ làm được cho những cái màu tối thôi. Màu đậm á. Còn màu trắng hồng thì vì chưa có cách làm. Thì những cái đó thì bây giờ nếu mà không có thì bây giờ mình đắp đi ha. Mà cái đắp này là cái màu này là cái màu vàng nào này ha, màu hồng. Và để vì sẽ đắp chung với lại cái màu nude. Hai cái màu này nó đi chung với nhau là hai cái màu nó đúng là cái màu nó yêu nhau truyền kiếp luôn đó. Đụng vô cái là ôm ren lên ở chỗ luôn. Một ngàn năm chưa gặp mà. Gặp tình nhân. Gặp cái ôm dính liền. À. Này các bạn coi này. Solid 36 này đúng không? Này anh để nhẹ cái là nó lên liền nè. Bảo đảm với em luôn. Thấy chưa? Nghiêng nó sống một bên nè. Kéo xuống này không? See, this is a 1,000 year old lover. They see each other for 1,000 years. Now they touch. Em rắc cái gì để mà đắp em không làm. Đắp không làm được hả? Chưa. Đắp thì em phải dùng đúng liquid, dùng đồ. Yeah, maybe. Camera để hơi xa anh ơi. Đắp ok. Mà, dùng bốn cái bột. À. Nè. Mấy em thấy chưa? Trời ơi cái màu, hai cái màu này ôm ren thấy đã không? Nó đụng nhau là ren liền tại chỗ luôn, bảo đảm luôn nè. Thấy chưa? Rất là đẹp. Này bắt đầu để các bạn kéo nó xuống này thấy chưa? Nghe đây bạn kéo nó xuống này. Đó. Dễ làm lắm. Không có gì mà khó hết nè, thấy chưa? Đẹp ha. Yeah. Đó là những cái màu mà nó nếu mà mình tiếng Anh hơi dở, hơi đơ rồi đó. Sao em? Ở tiếng Anh đó hả? Đúng rồi. Tại vì ombre mà nếu mà 1000 năm là tiếng Anh nói một hồi là đơ liền, đâu biết nói ra như thế nào. Nó không có thành nghĩa được đúng không? Đó, mấy bạn thấy chưa? Bỏ kia ra. Đó, mình bỏ chút xíu lia vào để cho nó bám. Màu hồng đẹp không em? Rồi. Trên vịt có lung. Hello trên vịt có lung em. À, Phạm Vân, hello Phạm Vân em. À, đây mình sáng giờ mình có ly cà phê đây nữa nè. Một ngày hôm nay mình quất 2 ly cà phê này. Ngày hôm qua cũng 2 ly. Chiều cũng 2 ly. Làm nail cái này sống cà phê à. Nè. Các bạn đắp vào đây lại nè, thấy không? Nhớ này không? Coi này, mình xé cái này ra. Cái giọng nói của anh hơi đơ. Anh đó hả? Giọng nói hả? Hơi đơ hả? Tại sao đơ hả ta? Tiếng anh nói là như tiếng Mễ vậy mà. Như vó luôn mà sao lại đơ được ta? Bây giờ mình sẽ làm màu này không có gì, làm hai cái màu nào để cho nó
Mình làm cái gì đây ta? Anh làm cái bột friend giống như cái tiết màu màu đỏ mà ở trên màu glitter, giống như friend đỏ rồi cái phần cái dưới này màu friend đỏ trên glitter ha. Yeah. Em muốn đắp bột như vậy phải không? Ok, giờ anh đắp cho em coi. Đây. Mình sự yêu cầu của một người khách quý. Mình sẽ đắp màu này và màu glitter này. Rồi, bây giờ đây thì mấy bạn theo dõi. Tiếp tục. Gặp anh là cứ thích ombre không lô hương hàng. Coi chừng chết sớm á. Ý đúc hoàng trắng hồng này. Rồi bây giờ này, đây mình sẽ lấy cái màu này là cái màu Steven. You okay? Nè. Mấy bạn thấy cái bột của mình không? Bột đỏ này đúng không? Thơm miếng giấy xíu để cho nó khỏi chảy ha. Các bạn thả nó ngay đây nè. Các bạn đẩy lên nè. Đó. Ok. Đẩy ngược lại nè. Đó. Các bạn muốn cao bao nhiêu? Các bạn muốn sâu bao nhiêu? Đấy, thấy không? Mình cũng đập lại y chang vậy thôi, mình nhìn nhận nó này, mình đập cho nó đẹp đều xuống này này không? Bạn thấy không? Đấy. Kéo xuống này. Đấy. Kéo xuống này, vẫn lấy cái shape đàng hoàng nhé. Cái shape coffin vẫn lấy lại nha. Chùi cọ sạch sẽ này. Liquid là lấy một lần thôi, không lấy nhiều lần. Cái bột nó dẻo như là cục kéo kéo. Bạn không có lo về vấn đề gì hết tất cả. Này, kéo xuống này ha, các bạn kéo xuống này ha. Nãy giờ David vẫn lo cái khúc dưới thôi, David chưa có lo đụng tới cái cuticle cho cái vòng tròn. Chùi cọ sạch sẽ nè. Bây giờ trở lại nè, mới thọt vô này. Đó. Để làm ra cho cái đường smile line này nó đẹp rõ ra bên đều. Cong nè. Anh thấy không? Thọt vô nè. Thấy chưa? Anh ơi làm mẫu hột vào bộ Noel đi anh. Làm mẫu bột vài bộ Noel đi anh. Noel à? À ha. Nó có một số tuy đi stem của Noel cũng dễ làm lắm, nhưng mà có cái là bây giờ không có mẫu ở đây. Đây. Rồi bây giờ này mấy bạn coi cái này cũng nó cũng quá là, nhưng mà bạn nhớ là cái bột này nè, mình thả ngay đây. Mình để cho nó chảy. Thì nó chảy nó sẽ đụng tới đó nó đứng lại. Đừng có quéo gì hết á. Mình kéo là cái bột nó của mình nó sẽ chạy xuống dưới đây. Nó sẽ co vào cái kia. Là mình cứ để cho nó chảy đó. Rồi mình đập nó nhẹ nhẹ ngay đây này. Đó, thấy chưa? Mấy bạn và mấy chị thấy không? Ý là hôm nay nhiều nói nhiều nên giọng hơi yếu rồi đó, như buổi sáng vậy. Ồ, nói nhiều à, sáng giờ. Ờ, đúng rồi, sáng giờ anh nói quá nhiều luôn à. Anh nói cả ngày luôn mà. Nè, thả cái bột đây này không? Đưa nó vô này không? Đưa nó vào không? Đưa nó vào không? Tròn này không mấy em coi này, tròn này. Nhẹ nhẹ thôi này không? Đó, tất cả những cái gì. Cái này nó giống như là, nó giống gần giống như là Christmas luôn này không? It almost look like Christmas. Okay. Thế là thôi thế đó, thấy không? Rồi, mình sẽ cắt những cái màu của mình đi. Anh ơi. Đó, đưa thằng này ngược lại. Trong cái màu này là David sẽ để cho mấy bạn coi những cái màu David mới làm xong. Để mấy bạn biết. Cho em hỏi Nam Cali tiệm supply nào bán gel mát vậy? Ok, Nam Cali em có thể liên lạc cho có bên đó nó có 3-4 tiệm bên đó. Bên đó em có thể liên lạc cho Gel New Supply. Em có thể liên lạc cho Skylark Beauty Supply. Em có thể liên lạc cho Cali Nail Supply. Hoặc là Phúc Lộc Thọ Nail Supply.
hoặc là nail supply for you, hình như là ở Cali hoàn toàn đa số là 10 tiệm là hết 8 tiệm carry sản phẩm của Chisel trong đó rồi. Đa số em tới tiệm nào anh nghĩ hình như là cũng có hết tất cả. Tại vì bột Chisel bây giờ là đang trong cái cơn bão. Hàng bị cháy nhiều lắm. Có nhiều tiệm có, mua về cái là bán hết rồi. Nhưng còn thì mấy em coi lại dùm cho anh ha. Bây giờ mấy bạn thấy này, lấy nó ra này. Anh mài dũa đi anh. À, chấp sửa soạn mài đây nè. Này con anh xé này ra anh mài đây. À, hello Monserrat Suarez, hello. Nè, thấy không? Rồi sau đó, sau khi anh dũa thằng này ra, anh sẽ làm cái ombre một nốt nhạc cho mấy bạn là mấy anh chị coi ha. Nó như thế nào. Rồi, đây. Cái shape thì nó đã có sẵn rồi. Bây giờ mình chỉ cần dũa sơ sơ thôi ha. Đây. Bây giờ mình làm sao để mình share cái like của mình đây ta? Làm sao mình không vô mình like, mình không có share được cái like của video của mình ta? Các bạn chờ chút xíu nha, để mình dũa xếp cái, để mình share. Đây là vô thằng này đi thử coi. Ồ, vô đây mới share like được này. Đúng rồi, mình phải vô chính của mình như vậy. Đó, mình mới share like của mình được, đúng rồi. À, nãy giờ mình quên share nha mấy bạn. Bây giờ thì mình sẽ share ra. Rồi. Hai cái màu này nó ombre rất là đẹp ha. Đúng rồi. Làm bột á hả? Đắp. Đắp bột đúng không? Trời, không có gì mà khó hết trơn á. Không, đắp ombre. Đắp ombre thì bây giờ không cần đắp ombre nữa rồi. Còn gì? Đắp một màu thôi xong rồi đíp vô ombre. Đúng không? Ừ, giống như anh. Nè. Đắp một màu đíp ombre không cần phải đắp nữa rồi. Bỏ đi. Làm ăn không tiền để đâu cho hết anh. Anh á hả? Hello Thảo Phạm em, khỏe không? Không, anh á hả? Tiền á hả? Trời ơi, anh có ba mươi mấy đứa con. Anh đâu có đủ nuôi đâu. Ba mươi mấy đứa luôn. Không có gì làm không bao nhiêu mà đủ. Hello, hello. Hello Danny em. Cái này hay là mình làm đỏ, mình đắp hồng cũng được mà không? Em muốn đắp gì cũng được, tùy theo em. Đúng rồi. Mà em thấy lúc mà anh tháo cái form ra em thấy nó có khó chịu không? Không. Rất là thoải mái đúng không? Dạ, đúng rồi. Đúng rồi, tại vì mình làm cái tay, cái bột nó không có dính vào cái dưới cái móng của người đúng ta. Rồi. Đúng rồi, lúc mà em thích nó ra nó nhẹ nhàng mà em cảm giác nó cũng nhẹ nhàng nữa. Yeah. Bởi vậy mới nói nhẹ nhẹ như là một nốt nhạc vậy đó. Ông chủ nhìn như nó đầu, bỏ đi. Ông chủ hả? Bữa nào ông chủ làm như vũ. Nói chứ ngày mai là ông chủ ra đây ông lấy cái bàn này ông ngồi ông làm liền á. Con rơi đúng rồi, Crystal anh David không cần tiền work for fun thôi.
Chính xác em ơi, em nói đúng y chang luôn á. Anh đâu có tiền đâu. Nói thiệt luôn, anh làm không có đồng nào hết á. Làm bao nhiêu là mấy chục đứa con rơi nó lấy hết rồi. Rồi bây giờ ha, mấy bạn theo dõi, để mình sẽ dùa sơ sơ qua. Nè các bạn thấy không, dũa này, dũa vòng cong đây ha. Dũa spider line gì cơ? Cái spider này hả? Muốn sao được hết, cái spider này nó dễ lắm. Mình ở dưới, ở trên, ở đâu, có nào nó cũng ra được hết trơn. No, nhưng mà mình phải bỏ thịt bánh, thịt không, nó ăn cỡ nào nó cũng ăn hết á. Ăn xong rồi mình bỏ thóp được. Ăn, mình bây giờ mình muốn bỏ spider lên, mình bỏ lên xong rồi mình, rồi mình bỏ thóp lên thôi. Cũng được, thoải mái luôn. Anh bận quá không theo anh được. Lì lợm, hello lì lợm em. Nhi Nguyễn, anh ơi, ôm lên một nốt nhạc Deep Powder này cũng làm được hay sao anh? Em mới bắt đầu làm Deep nên chưa rõ lắm, cảm ơn anh. Nhi Nguyễn ơi, em theo dõi này này, chút xíu anh sẽ làm ôm lên một nốt nhạc cho em coi nha. Và em sẽ cách nghĩa cho em biết là ôm lên một nốt nhạc làm như thế nào nó ra. Cái màu nào làm ra được, cái màu nào làm ra không được nha. Đó. Các bạn thấy không? Thấy chưa? Ôm nó lại này ha. Ôm cái thịt tròn. Ok. Ôm cái thịt tròn. Ôm thật đều. Dũa tay mò đầu lên tí anh. Đưa ta. Oh. Ok. Được chưa em? Nhiều khi mình làm cái mình lại không để ý đó. Ờ cái phone này nhìn rõ dữ vậy ta. Phone em phone gì vậy? Dạ iPhone 6. Ủa sao nó rõ dữ vậy? Rõ hơn phone 5 luôn á. Nè bạn thấy không? Dũa vô này. Ôm vô này ha. Nhớ là mình ôm nó lại ha. Anh sẽ làm cho em bông BD này ha. Yeah. Anh sẽ làm cho em muốn bất cứ một cái gì em muốn, anh sẽ làm cho em hết. Bất cứ một cái thứ gì em muốn học, anh sẽ làm hết cho em trong cái bộ bàn tay này. Tại vì em đã bỏ khách hẹn. Sau đó mấy bạn chạy này, màu hồng đẹp. Ngón cái là bột hả anh? Đúng rồi, ngón này là cái bột luôn. Tất cả nãy giờ anh làm hoàn toàn là bột hết. Mấy em biết không? Hoàn toàn là bột hết. Đây. Sau đó là mấy bạn chạy cuticle cho David này. Hai cái đầu anh xài khác hết hả? Đúng rồi, cái đầu này đầu khác này. Cái đầu này chỉ cần chạy cuticle thôi là xong. À. Thấy chưa? Em thấy không? Đi sát. Nó sẽ tròn cái cuticle này, em thấy không? Này, đi này ha. Nó tròn không? Vậy có nghĩa là cái đầu này hồi nãy nhỏ hơn cái đầu kia. Đúng rồi em. Dạ. Nó nhỏ hơn. Nè các bạn thấy không? Mình David đi này. Nó có bị dễ cắt không? Không cắt được. Cái đầu này nó bự hơn. Nó bự hơn, nó đi vô sát được. Thằng này là cái thằng đi sát này, em thấy không? Yeah. Ngón cái, đúng rồi. Đây này, coi này. Cái ngón cái cũng là bột hết á. Bột mà anh đắp á. Đó, bạn thấy không? Xong. Em muốn mua đầu chạy đi cái cổ giống anh đang xài. Em không biết.
không biết là ở đây còn bán không. Em không biết mà nãy em mua. Cái này giống của anh không? Đâu anh coi. Chị nói chị với anh. Đúng rồi, màu này đúng rồi đó, chính xác rồi đó. Chính xác hả? Hello. Được. Nãy mua thôi. Đầu nó nhỏ còn cái em bự thôi. Đúng rồi. Đúng rồi, chính xác. Mà mình nhớ là mình phải dip vào cái màu salad nha. Màu salad đúng rồi. Màu salad màu đậm á, màu lợt lợt nó không có ăn đâu. Phải màu nhưng mà phải salad mới được. Màu số mấy đang dip vào màu gì? Có phải là màu salad hay không? Ồ, màu vàng, màu xanh này đâu phải màu ombre đâu, đâu phải màu salad đâu, làm sao ăn? Phải màu salad mới được. Yes. Yeah. Đi đích lên thấy cái chữ salad này dip nó mới được. Okay, after you dip the color and then you will buffer. After you buffer, and then you apply black diamond matte gel. And then you keep them under light for 1 minute. And then you take them out and you dip into the solid color. It have to be called solid. It have to be a little bit dark color. And then you dip them into the solid color, and it will automatically turn into ombre. They have a name on the bottom of the jar. They have to be chiseled. You cannot use different brand. It don't work. Yeah. They have to have the name solid. It have to be a chisel. Otherwise, it would not work. Okay. Solid. Yes. Okay, thank you. Trời ơi, cứ đi xài bột của công ty khác mà cứ đòi lẻ làm sao mà trả ra được. Má ơi là má. Khổ quá. Không có hiểu quá. Đi công ty khác mà làm sao mà quất được. Đây, mấy bạn theo dõi nha. Bây giờ David sơn mát lên nè. Xong rồi David sẽ làm ombre một nốt nhạc cho mấy bạn coi nè. Ok. Màu khác giữa màu solid. Khi nào anh về Cali nhớ hú cho em biết nha. Ô Thảo, anh 31 anh về anh hú em nha. Ok, anh hú em đi chơi ha. Đi chơi, đi học nail mà đi chơi xin lỗi. Thì nào anh về Cali anh hú em. Mẹ em ở đâu? Em ở Cali, em ở đâu vậy Thảo? Nè, cái này là, đây là những cái màu thằng này mình sẽ để yên đó. Rồi. Màu này mình sẽ để chơi luôn, thêm một cái ombre khác chút nữa nè. Mình muốn thay đổi cái chương trình luôn, cho cái màu mát chút tiếp. Hello Tony Nguyễn. Khỏe không? Mấy bạn khỏe không? Mấy em khỏe không? Cố nó lại. Thằng này thì nó là ấy rồi. Thì đâm ra mình không có làm gì hết. Ngoài ra mình có thể mình muốn làm những cái gì thêm trong cái bông hay là gì nó làm ra cũng rất là đẹp. Thế. Bột chisel hũ bao nhiêu tiền ăn? 12 đồng một hũ em. Mà em làm được rất là nhiều thứ khác nhau. Tha hồ luôn, em bỏ cái đèn dùm cho anh cái. Xưa nha, nhớ ha. Có gì anh về bên đó hũ em. Mà em ở đâu vậy Thảo? Thảo Valley. Ok, gần Phú Thọ. Ok, anh sẽ có mấy cái show trên đó đó. Có gì anh về bên đó hũ em. Phú Lộc Thọ thì gần đó anh sẽ làm, hình như anh có làm 2-3 show, anh sẽ làm 2-3 show ở bên đó. Rồi bây giờ mấy bạn theo dõi David sẽ làm... How long go to the...
1 minute? Yeah, you have to be 1 minute in order for me to do my ombre. Yeah, if you don't have 1 minute, they won't work. Còn gì nữa đâu mà vì anh về Richmond này là mới lần đầu tiên anh. Đúng rồi, lần đầu tiên anh về đây. Lần đầu tiên anh gặp mọi người ở đây. Ủa, cái ấy của mình đâu ta? Mấy bạn chờ một chút xíu thì mình sẽ làm ombre một nốt nhạc cho các bạn coi nha. I have one question. If to yes. The ombre, you have to make extension or can put the tip on. You have to what? No, you have to make coffin. Extension. Coffin. Yeah, coffin. Yeah. You can do anything you want. You can do tip. You can do anything you like. Okay. Yes. Rồi bây giờ mấy bạn coi này. Mình cái đầu nhỏ. Ờ mình... đầu nhỏ là làm gì anh? Con nhỏ cuticle đó em. Ờ chạy cuticle á. Yeah. Oh. Nè bây giờ mấy bạn theo dõi là cái ombre nè, màu này màu hồng đúng không? Nè mấy bạn theo dõi này, đút nó vào này, nhấp nó này không? Nhấp nó vô tới đây. Đừng nhấp nó vô sâu quá nó sẽ bị đỏ hết ở trên đó. Sơ sơ qua như vậy thôi. Bây giờ mấy bạn thấy không? Đó. Mình nhấp chút xíu nữa. Ờ. Sâu xíu nữa đó. Không vô sâu quá rồi đó, thấy không? Màu đỏ này, thấy đỏ đẹp không? Đẹp quá trời. Đẹp quá trời đẹp luôn này, anh cho chút xíu cái màu đen ngay đây này. Ngay đầu này xíu thôi. Nhấp nhẹ nhẹ này. Mặn quá thì nó bị đỏ hơi đậm. Yeah. Em thấy chưa? Ít vậy. Thì chuyện nó đẹp hơn em thấy không? Ừ. Rồi, bây giờ bên đây này màu này, anh cho màu đen vô này, màu cam, màu đen là chắc chắn đẹp này không em? Đúng rồi. Thấy chưa? Nổi lắm, màu cam với đen. Em ở Nashville, Tennessee, xin chào em phải... Xin anh cho em biết phải mua mát gel và top gel và một nốt nhạc anh đang làm thì mua ở đâu, với lại em mua một số màu để làm ombre thường. Ok ơi, em ở bên Nashville chắc không có. Bây giờ như vậy này, em chịu khó em gọi vào cái số điện thoại này cho anh. Cái số điện thoại là 804-303-1935. Thì họ sẽ ship qua cho em, tại vì bây giờ bên Nashville không có một supply nào có hết. Em chịu khó em vô cái số điện thoại đó nha. Rồi, cái thằng này nó là màu hồng đây. Bây giờ mấy bạn thấy không? David dùng toàn là màu solid không à? Mấy bạn hiểu chưa? Bắt buộc solid thì nó mới ra. Bây giờ mấy bạn không dùng solid nó sẽ không ra. Đây cũng là solid luôn này, 50 này. David muốn làm solid này mờ hơn xíu nữa này. Hay là màu cam này. Nhấp mấy cái này thấy không? Đó. Thì nó phải là solid thì nó mới ra được. Nó không solid mấy bạn làm sẽ không bao giờ nó ra hết. Bạn thấy không? Giờ nó ra này, thấy chưa? Tất cả ombre một nốt nhạc nằm ở đây hết. Nè, bây giờ cái thằng này nè, anh màu đen số bao nhiêu? Màu này là số solid 5 nghe em. Nè, bây giờ là màu đỏ này, tắp vô này. Thấy giờ mấy bạn thấy không? Càng vô sâu này. Thấy giờ. Rồi bây giờ màu đen nè, nhấp ngay đầu chút xíu nè. Đó, mấy bạn thấy không? Ombre một nốt nhạc đã ra mắt. Quá đẹp luôn đúng không? Quá dễ, quá lẹ. Thì đâm ra tại sao vậy anh? Tại vì bây giờ bên đó người ta chưa có ai book anh hết, mà chưa có một công ty nào bên đó, chưa có một supply nào bên đó có show có hết. Thì đâm ra anh chưa có sản phẩm ở bên đó. Bây giờ chỉ có sản phẩm ở những chỗ bên này thôi. Thì mấy em xin anh đọc lại Thiên Anh Phạm. Số điện thoại là 804-303-1935 ha. Điện thoại là 3804-303-1935. Thì mấy bạn có thể gọi điện thoại vào thẳng trong đó là sẽ có người họ làm, họ lấy bạn hay hàng của bạn mà sẽ bán cho bạn những cái mà David đang có. Mấy bạn thấy chưa? Từng nốt nhạc, từng ngón tay. Giống như là bàn của ca sĩ gì đó, của chú anh ca sĩ gì đó. Ý em nói là tại sao phải solid? Trương Trần ơi, lý do là vào solid tại vì có solid nó mới work thôi. Thí dụ bây giờ em lấy cái màu còn chút thì OM,
Hay là em lấy cái, ví dụ em lấy cái màu này đi, cái màu này là màu đỏ này, đúng không? OM23A mà đỏ này, em nhúng vào này, anh nhúng cho em coi này, nó sẽ không work tại vì nó là màu, nó không phải là cái màu nó có shimmering, thấy không? Là anh phủ này coi này, anh phủ bụi bay đi hết này, thấy chưa? Thấy không? Yeah, những cái màu này là chắc không có bao giờ work, là đi bay đi hết này, thấy chưa? Yeah. Chỉ tại vì nó cái shimmering nó không có work được. Bắt buộc you have to use a solid color. You cannot use an OM color. You cannot use a glitter. It's not gonna work. So you have to use a solid. Tại cái solid cái solid của chisel là cái pigment của nó khác. Móng dài làm ông đẹp quá, đúng không? Yeah. You have to use solid. Yeah, you cannot use the order. You have to use solid. Okay. Thôi bây giờ mấy bạn theo dõi này. David sẽ làm thêm một cái spider gel lên trên đây. How about the solid color? Can do acrylic or no? Huh? What do you mean by acrylic? I'm doing everything acrylic now. Yes. This product, you both. How about this one? The same. You can use acrylic. Same. But only do the this one. To only use the solid, not use the. Only when you dip into that, you do solid. Okay. But at the bottom, you could use any color. Okay. Only when you. Okay. Then you have to use the color solid. Rồi, còn ôm thì không quốc, đúng rồi Trương ơi, Trương Trần ơi, ôm rain sẽ không quốc ở đây nha. Ở đây là sẽ không chơi ôm rain. Ôm rain là no working. Ở Cali toàn bán bột của anh thôi. Anh ở Cali toàn bán bột của anh thôi, không gieo, em tìm mệt hết rồi. Em muốn làm ôm rain mà mua không có là cái bột. Vậy đó hả? Chưa có hả? Vậy là họ chưa có đó. Để anh về anh sẽ giới thiệu cho một vài cái supply, xong rồi em sẽ tới đây em mua nha. Rồi bây giờ mấy bạn theo dõi nè. David sẽ làm màu đen trên cái này nè. Thấy bạn thấy cục dây này không? Coi nè. Kéo lên nè. Đó, bạn thấy không? Chờ nó lại ha, bạn thấy rõ không? Để anh sẽ nói bên Cali họ lấy hàng về bán chứ. Nè, vô nè. Đụng đây cái. Đụng nó cái. Đó, lấy cái đất cây nó dít á. Để anh nó vô, anh vô. Hả? Bây giờ ngoáy nó ở đây nè, một vòng nè. Ngoáy nó hai vòng nè, cho nó chạy nè ha. À quên. Chị mình xé cho em một cái tờ đó đừng anh điêu. Với lại chị có cái cây ấy không? Cái cây giống như ảnh không? Em không có, em nói. Cây nào? Cây này hả? Chị có cái cây design đó. Cây này là cái cây này là cái cây ấy thôi à, cái cây dot and thua thôi mà. Thì em không có, nó bị hư rồi em mua giờ em hỏi chị. Còn không, còn không biết làm gì không? Lấy cái đầu dũa mình á. Hoặc lấy cây tâm. Lấy cây tâm được. Cây tâm đi ha. Cây tâm cũng quốc. Đầu dũa tâm gì làm quốc. Thôi, em lấy cây tâm. Đó. Đi một lần 3 giây này ha các bạn thấy không? Lên 4 giây này. Lên một 5 giây một dàn luôn này. Đó thấy không? Mình muốn quay không quay, mình muốn quay thôi mình quay. Phila em cũng đang chờ hàng của anh đó. Tình như chưa có đâu Phila. Phila thì bên gì đó? US có chưa? Có anh nghĩ có chứ. Hay là hàng chưa về? Rồi, em bỏ cái đèn cho anh 10 phút đi. 10 giây chứ, 10 phút thì chắc có mai sáng luôn. Chị hiểu là em đi chơi trắng hay chơi màu pink? Chơi trắng rồi thì hết. Rồi anh Hoàng, anh làm dip, anh không có dùng cái chai số 3 nữa. Làm dip, nếu mà mình làm ôm lên một nốt nhạc không cần chai số 3. Okay. Em nếu mà em chài, em xài cái thằng bình thường 1, 2, 3, 4 á, yeah. Thì mới dùng cái số 3 thôi. Okay. Còn không là không cần. Yeah. Rồi, lấy nó ra gì mà.
sau đó mấy bạn chỉ cứ sơn gel lên thôi nha. Rồi sau đó là khi mà mấy bạn David sơn cái này lên xong rồi đó, David sẽ làm bông 3D cho mấy bạn coi nha. Làm cái bông 3D cho mấy bạn coi. Này mấy bạn coi này, mình sơn nè, sơn ở trên đây này không? Sơn ở trên đây này không? Cái sơn này không? Mấy bạn thích sơn không? Mình từ từ mình đi xuống. Bạn em nó muốn mua mấy cái này gì là nếu mà nó trả tiền bữa nay là nó có cũng còn nằm trong được hả? Ok, để em trả tiền bữa nay giùm cho nó. Order cái shop code nha chị. Để coi. Order đâu phải không anh đi về? Hả? Anh order phải không? Nó có để chờ xong cái này là em hỏi nó lấy tổng cộng bao nhiêu chai bây giờ phải order đi tái mà sáng mai order đi. Cái chai mà để gắn hộp xoàn đó anh Hoàng, là cái đó mình sơn lên rồi mình gắn lên để vào đèn mà nó khô, mình không có cần sơn thấp tốt. Có, em phải sơn cái thằng khớp chung quanh đó nữa. Ok. Ừ. Các bạn thấy không? Đã không? Chủ nhật vừa rồi em gọi US với nhiều vẫn chưa có. Ồ vậy Hà Bạch chưa về đó. Nó bóng mà cái ombre nó quá đẹp luôn. Nó em cưng chang. Hồi nãy cưng nói nếu mà chị trả tiền bữa nay thì chị vẫn còn bớt á, giống như trả bữa nay hai cái màu này cũng đẹp 7 đồng dạ. Còn ngày mai mua thì tám chai bay treo nãy cưng nói tẩm đá đó, nãy cưng muốn mua quá đẹp chai. Đúng không mấy bạn? Rồi cái chai thóp nữa phải không? Có mua thóp không? Cái thóp của cái đó con chỉ cần mua thóp không hay chỉ mua bay của cái tẩm đá thôi. Mình nhớ bạn cái bạn vuốt nó vào như vậy. Mình tẩm xong anh nói mình sơn cái thóp đó vòng vòng ở ngoài của cái đá đó. Nè mấy bạn thấy chưa? Bây giờ mình xong đó bây giờ mình sẽ bộ vẽ, mình sẽ vẽ cái bông. Con nhỏ bạn em hỏi nó mua cái chai này á, nó tẩm đá xong rồi nếu mà sơn cái thóp khác được không hay là phải cái thóp này luôn? Thóp cấu khác cũng được. Anh nói thóp khác cũng được. Ừ. Rồi cái bay ha, rồi gì à? Nó chưa khô. Ok, chị mua đó này ha. Ok, chị mua cho. Mình lấy cái màu vàng đi ha. Mình sẽ làm ombre, làm cái bông lên. Anh David có nhiều đồ chơi quá. Đúng rồi, thì có nhiều đồ chơi là mới được chơi được chứ. Okay. Không có nhiều đồ chơi là bà con bị boring liền. Đâm ra lúc nào anh phải tìm những cách ra những cái gì mà lạ vui vui cho mấy bạn và mấy anh chị coi. Ok, ok, got it, bạn. Rồi, cho anh mượn nó ra chưa? Dạ, bây giờ chưa tắt. Chưa tắt à? Bây giờ mấy bạn thấy à, David sẽ dùng cái màu 33 này. Cộng luôn đó, David sẽ màu hai cái này, David sẽ làm bông cho mấy bạn coi. Okay. Đây, màu xanh và màu vàng nha. Mình sẽ làm bông BD. Rồi. Nè mấy bạn theo ha. Đây mình sẽ làm bông cho mấy bạn coi. Mấy bạn thấy nó bóng không? Nó bóng gọi là quá bóng luôn chứ không phải là bóng thường nữa. Có nhiều người rất là mê về cái mấy cái bóng này. Này mấy bạn theo dõi ha. Màu vàng. Màu xanh. Ok. Mấy bạn thả cái đó vào đây ngay cho David. Ok. Khi mình thả xuống là cái bột nó từ từ nó lắng xuống ha. Sau khi nó lắng xuống rồi đó. Này mấy bạn thấy nó lắng xuống không? Mà kệ nó nha, đừng có đụng gì tới nó, tại vì nó đang hòa tan vô với nhau đó, nó đang xe đồ á. Thì trong cái lúc nó đang xe đồ như vậy đó, mình chờ ha, cái mặt bột nó hơi mờ mờ đi, mình ịt nó vào cái này. Thấy chưa, mấy bạn thấy không? Đẩy nó ra. Okay. Thấy bạn đẩy không? Đẩy ra không? Nè. Mấy bạn đẩy ra này, coi mấy bạn coi cái bông tuy này, mấy bạn đẩy ra này ha. Đẩy nó xa ra. Đấy nó xa ra và nó thả bóng xuống. Thấy chưa? Nè. Đấy xa ra. Mấy bạn hất nó lên này. Đó. Các bạn thấy nó hất nó lên không? Đưa cái này nó vô đây. Thấy chưa? Mình lấy con bột khác này. Các bạn thả con bột đó ngay đây cho David. Theo mấy bạn có thể để cho nó lắng xuống.
và từ từ mình canh me đó mình lật ngược móng tay của người mẫu mình lên, mình thấy là cái màu nó vừa mờ mờ đi nè, thì cái mặt bột nó mờ đi là mấy bạn đè là vừa, đúng không? Đưa nó ra, đè nó ra. Thấy không? Đè nó xuống. Ok, bạn đè xuống đây, bạn đẩy cái này lên. Thế bạn thấy nó được hai góc này, thấy không? Bây giờ mình sẽ ra thêm một góc nữa ha. Đây. Thả xuống đây cho nó bớt liquid đi. Còn một thứ ba thả xuống đó. Nhớ là phải chờ ha, khi nó vừa đủ được rồi đẩy nó ra này, không đẩy ra đè xuống, đẩy ra và đè xuống, các bạn thấy không, ba góc đúng không? Tiếp tục nè, hai màu nữa nha, thấm xuống miếng giấy. Chỉ có em thôi, chị Tín Như Thêm Lê cái gì đó, chuyện sẽ ra nè. Anh David có nhiều, chỉ có em thôi, chị Tín Như à. Thấy không, mấy bạn thấy không, cái bột hai cái nó ăn với nhau, khi mà nó loang cho nó hòa đồng với nhau, mình đừng có làm gì hết á, mình có phải để cho cái mình, nó là bởi vậy, cái này là mình phải biết canh me. Thì canh me nó vừa đủ chín mùi á, là thấy không, là mình đẩy nó ra liền ha. Thời gian thôi chứ không có gì hết ha. Thời gian phải đúng tới nơi ha. Đó. Bạn thả có một thứ ba ngay đây đó. Cũng vậy luôn. Cứ để cho cái thằng này nó lắng xuống, mặc kệ nó. Rồi sau đó nè ha, thả cho ngay giữa cái này. Quấy, ok, xong. Okay. Bây giờ làm lá nè, vàng nè, xanh nè. Thả nó ngay đây nè. Mấy bạn thả nó cục bột ngay đây. Cái hai cái màu nó ăn giống với nhau nha. Nó đẹp hay nó xấu gì đó là ngay cái lúc mình canh nó đó. Nếu mà nó còn ướt á, mình mang mình đè xuống mình làm á, là cái màu nó bị nhão nhão. Đó, các bạn nhớ không? Lúc mà nó ướt á, là nó bị nhão. Mà cái màu mà nó nhão nhão á, nó ra cái sắc màu nó không có đẹp. Này bạn thấy không, đè nó này. Một lớp này ha. Thứ hai này. Này. Yeah. Em nói chỉ có em là đệ tử sư phụ. Ai đến chơi hoài, anh có đệ tử anh đứng cái bên đây nè, em nói sao vậy? Đệ tử đang cười nè. Đó. Hay à. Vui chưa? Beautiful.
Hello. Nè, mấy bạn thấy không? Bây giờ mình sẽ clean. Nhìn thấy rồi là biết khóa rồi. Y el número 5, el que lleva, tiene 5, ¿no, verdad? El café. ¿Qué era? Alcohol. Alcohol, em. Toma la foto así al, a todos los que tiene ahí, mira. Yo quiero el otro, el color ese que te dije. Es el 67. Cái màu nó on brand quá đẹp không mấy bạn và mấy anh chị. Nếu mà cái tháp tháp cốt kia nó hãy cho mình bảo cái tháp cốt từ rồi đúng không? Tháp nào? Cái này. Tháp cốt thường á hả? Sợ nó không có hốt, sợ nó có bóng, sợ nó bung ra. Thì tháp cốt gel là để bung giữa. Thường thường bỏ sợi gel cho nó bung ra thôi. À, bây giờ chị order trong vòng vài ngày nó về à? Lấy xài cũng được. Bây giờ trả tiền trước đi. Tamin Lê nên có chuyện gì? Ok mấy anh thấy không? Vô hết rồi đấy không? You live here? Yeah, about 10 minutes. Đó, các bạn thấy không? Cái màu của mình đã xong. Thấy chưa? Đẹp quá, nhìn tự nhiên nhẹ nhàng rất là đẹp đúng không? Em thấy không? Nhẹ ha. Đâm ra là cái ombre bây giờ là nó ombre như vậy nó quá đẹp luôn đi. Quá gì quá làm quá dễ đi. Mấy bạn cứ thoải mái. Ombre một nốt nhạc. Cực kỳ dễ làm. Sólido 23, hombre 23. I'm back. Anh David, nếu học bột thì nên học môn nào trước? Rập móng hay làm đắp bột? Nếu mà em học bột thì em nên học cái thằng là đầu tiên là em nên học thằng là đắp. Nếu mà học bột thì nên đắp bột trước. Nhưng mà nếu là đắp bình thường thôi, em đừng có học bắp bột màu trước thì nó hơi khó cho em. Cái bột bình thường nó sẽ dễ làm hơn. Rồi sau đó là từ từ em sẽ tăng cái tay nghề của em lên thôi. Ha. Chịu khó học học đắp bột na chùa trước đi. So when they come back to feel cannot feel like oh you know I had this soft all or soft all. No the this kind the clip you can do feel because this is a clip you can do feel and you can do different color you can do another color ombre again. Only the deep part that have to take off. Only deep part you have to take off, otherwise it don't work. Này, xuống em, xuống. Nè các bạn thấy không? Đó. Các bạn thấy không? Công này. Ombre một nốt nhạc đã không? Quá đã đúng không? Đó. Đó, thì mấy bạn theo dõi ha. Bây giờ David sẽ finish cái này. Và David sẽ out. Và mình sẽ trở lại. Mình sẽ làm thêm vài chiêu nữa nha. Được không? Rồi. Cảm ơn các bạn và các anh chị đã theo dõi.
I will see you guys in a little bit later, and I will do more and show you more. Okay? Cảm ơn các bạn. Chào các bạn nha. Gặp lại trong vòng 5-10 phút đồng hồ sau.